mừng quý vị khán giả đến với chương trình Lý Số và Đời Sống của đài ABTV 21.12. Hôm nay Emily rất hân hạnh dẫn chương trình cùng thầy Hoàng Quý Sơn. Con xin chào thầy. Bà Vy chào Emily. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chào toàn thể quý khán giả của Apple TV 21.12. Kính chúc quý vị một ngày thật là an vui hạnh phúc. Dạ. Yeah. Thì hôm nay con có một cái chủ đề con nghĩ là Bà Vy sẽ rất là thích, đó là pháp môn dược sư. Bà Vy từ khi mà thành lập làng từ năm 2018. Dạ, tới giờ thì có rất là nhiều người biết đến pháp môn này. Thì Bà Vy có thể chia sẻ cái cảm xúc khi mà có được nhiều người biết đến pháp môn này không ạ? À? Không, thì thật ra nó đâu có cảm xúc gì đâu. Cái mục đích của mình là, thật ra là cái mục đích của Bà Vy là muốn dựng lại cái pháp môn dược sư để trong cái thời đại này cho nó được lớn mạnh. Tức là cái số người biết được nó phong phú như cái pháp môn A-di-đà. Bởi vì cái pháp môn A-di-đà thời nay nó quá khó. Tại vì cái thời này là cái thời mạt pháp, mà cái pháp môn dược sư đó là được đặt ra và được lập ra và được hỏi cho cái thời mạt pháp đó. Cho nên cái pháp môn dược sư là đương nhiên là nó phải là cái pháp môn của thiên niên kỷ này. Đó. Cách đây mà 200-300 năm thì đương nhiên là mọi người nên tu theo pháp môn A Di Đà. Nhưng mà bây giờ đó thì cái pháp môn A Di Đà nó không thể thành tựu được nữa, khó lắm. Bây giờ thí dụ ngày xưa đó 1000 người tu đó thì có thể nói là 990 người tu theo pháp môn A Di Đà, đó là 990 người thành. Nhưng mà thời nay đó, nếu 1000 người tu pháp môn A Di Đà thì may ra được 10 người đã là quá nhiều rồi. Cho nên là mình biết rằng là nó rất là cực. Trong khi một người hoàn toàn không biết gì, một cái chữ Phật cũng không biết nữa. Thế mà họ tu theo pháp môn dược sư. Trong vòng 2-3 năm mà khi chết họ tự vãng sanh và họ tự biết hết mọi thứ. Thì con thấy như vậy rõ ràng là pháp môn dược sư nó rất là thù thắng, đúng không? Đúng. Tại vì cái đó là lời của Đức Phật nói. Cái pháp môn này, Anan à, khó tin lắm. Người nào mà nghe được, muốn tin được khó lắm. Mà phải là cái người phước đức ghê gớm lắm. Tại vì nghe được Phật, tin được Phật, tu theo Phật là nó đã khó rồi. Mà nếu mà nghe được cái danh hiệu của Đức Dược Sư nó còn khó gấp trăm ngàn lần như vậy nữa. Thì con thử hỏi, làm sao mà nó không mầu nhiệm được, đúng không? Vậy thì bản thân Bà Vy có nhận được nhiều câu hỏi về pháp môn này không ạ? Thì con quanh năm ở trong làng ta thì hỏi hoài. Thì Bà Vy suốt cả 6 năm trời cứ nói tới nói lui, quanh đi quẩn lại cũng vẫn là pháp môn dược sư. Mới đầu đó thì họ cứ đặt ra là tất cả gì xưa nay đó ai cũng tu theo pháp môn A-di-đà. Thế tu theo pháp môn A-di-đà đó chết đó, thì người ta có thể vãng sanh, có người chứng minh. Và đồng thời nữa đó là khi mà trước khi chết đó, thì có ban hộ niệm có thể được, nghĩa là tự tới giúp để mà có thể giúp mình nương theo câu niệm Phật để vãng sanh. Thì họ cứ đặt ra như vậy và họ bảo rằng bây giờ theo các pháp môn dược sư đó thì chưa biết là nó như thế nào. Thì làm sao mà tin được mà thầy cứ nói giống như thật vậy. Thì nói đương nhiên là các bạn thì không biết, nhưng mà tôi thì tôi biết. Tôi thì tôi biết rõ luôn. Nhưng mà các bạn, tôi có thể dám nói chắc với các bạn như vậy nè. Một người tu theo pháp môn A-di-đà 30 năm chỉ bằng một người tu theo pháp môn dược sư 3 năm. Nếu hai bên tu ngang bằng nhau, tức là cái sự tinh tấn bằng như nhau, thì cái người tu 3 năm đó sẽ bằng một cái người tu pháp môn A-di-đà 30 năm. Và nếu như bạn tu 30 năm theo pháp môn A-di-đà, khi chết bạn vẫn phải cần người hộ niệm cho bạn. Nhưng nếu bạn tu theo pháp môn dược sư chỉ cần 10 năm thôi, hay 3 năm thôi, 3 cho tới 10 năm thôi, bạn chết bạn chẳng cần phải kiêm ai tới để mà hộ niệm cho bạn. Bạn tự biết bạn đi đâu mà bạn không cần phải nhờ ai hết. Bởi vì cái pháp môn dược sư đó, nó mầu nhiệm đến cái chỗ là khi con tu rồi, tự con biết hết tất cả mọi thứ mà con có sợ gì nữa đâu. Đúng không? Thế tại vì con không tu theo pháp môn dược sư mà con tu theo pháp môn Quán Thế Âm. Đó. Chứ nếu mà con tu theo pháp môn dược sư thì con còn thấy cái sự mầu nhiệm của nó khủng khiếp nữa. Đúng không? Bởi vì trong làng tu đều là pháp môn dược sư hết. Cho nên là chuyện gì họ cũng có thể giải quyết được hết. Đúng không? Sống chết là họ có thể vượt qua một cách dễ dàng. Đơn giản đó là như vậy đó. Ở đây thì con có nhận được một cái câu hỏi như thế này. Con đang ở trọ nên không gian rất là hạn chế việc thờ cúng.
con muốn tu pháp môn dược sư nên xin thầy cho con biết cần chuẩn bị những gì về không gian, thời gian, vật chất để có thể tu tập được tốt hơn, và khi tu thì hàng ngày con có cần phải thực hiện những việc gì ạ? À? Con cảm ơn thầy. Nếu mà muốn tu theo pháp môn dược sư thì suốt ngày suốt đêm cứ Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật thôi, chứ cần làm gì đâu phải hỏi lung tung cho nó mệt. Nếu mình không có không gian thời gian theo ý mình thì mình cứ niệm Phật thầm ở trong mặt niệm thôi. Yeah. Niệm làm sao mà tai mình á, nghe rõ từng chữ. Niệm chữ Nam Mô Dược Sư Phật, niệm chữ Nam là nghe chữ Nam, chữ Mô là nghe chữ Mô. Dạ. Chữ Dược là nghe chữ Dược, chữ Sư là nghe chữ Sư, mà chữ Phật là nghe chữ Phật. Niệm liên tục, niệm cho đến khi nào tâm mình mới đầu mình niệm mình có thể là Nam Mô Dược Sư Phật, mình đếm 1, Nam Mô Dược Sư Phật, mình đếm 2, Nam Mô Dược Sư Phật đếm 3, gọi là ký số đó. Dạ. Hay là giống như kiểu quán sổ tức vậy đó. Thì con niệm cho tới khi nào mà con không cần niệm, mà con không cần đếm nữa, mà con vẫn nhiếp tâm không có bị loạn, là con biết là con đã khá rồi đó. Rồi con niệm cho đến khi nào mà con không cần phải niệm ra tiếng nữa. Yeah. Không cần phải dùng cái miệng niệm nữa, mà chỉ cần nói tới niệm Phật một phát là tự nó niệm. Ok, hay là vừa nói ngồi xuống niệm cái là nghe cái chữ Nam Mô Dược Sư Phật nó cứ liên tục không ngừng ở trong đầu mình đó. Yeah. Hay là trong tai mình đó, mình nghe. Ok. Rồi con phải niệm liên tục cho tới cái khi nào mà gọi là tới cái chỗ mà nhất tâm bất loạn đó, có nghĩa là ở trong tâm con nó tự niệm liên tục. Con có muốn niệm hay không niệm gì nó cũng vẫn cứ niệm. Dạ. Yeah. Ok, cho đến khi nào con không thích nữa con dừng thì không nói. Nhưng mà hễ mà con để yên là nó niệm. Mà đặc biệt á là cái hay của nó là con có làm bất cứ chuyện gì đi nữa nó vẫn cứ niệm. Dù con có bỏ cái tai nghe, con nghe nhạc đùng đùng ì xèo, con vừa nhảy vừa hát, nó vẫn cứ Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật. Tự nó niệm. Yeah. Niệm tới cái chỗ đó rồi là con biết là thân tâm con nó tự nó sẽ an lạc. Con muốn đi tịnh lưu ly thì con đi tịnh lưu ly, con muốn đi cực lạc thì con đi cực lạc thôi, chứ lúc đó ai kiểm soát con được nữa. Yeah. Ở đây có câu hỏi như thế này: có nhân duyên với vị nào đó thì tu pháp môn đó thì sẽ dễ thành tựu, nhưng vẫn muốn tu pháp môn dược sư thì có được không? Thì tại sao lại không được? Tất cả nó cũng giống như cha mẹ vậy thôi. Thì thí dụ như con có duyên với cha nhưng mà con thương mẹ thì cũng được mà, đâu có sao đâu, đúng không? Với lại con chưa tu con đâu biết. Yeah. Tại vì hồi nào giờ con chỉ có nghe được có cái danh hiệu A Di Đà thôi, con có biết dược sư là cái gì đâu. Yeah. Đúng không? Ừ. Hoặc là thí dụ như từ nhỏ là cứ nhớ nha, cái gì gặp cái gì quan trọng là cái niệm Quán Âm nha. Ừ. Thì con chỉ biết Quán Âm thôi, con có biết dược sư đâu. Ừ. Ba Bi ngày xưa cũng y như vậy, nhưng mà cho tới một cái ngày khi ba bi đem kinh ra, ba bi đọc hết tất cả các cái kinh mà trong cái cuốn kinh nó có đó, thì ba đọc hết kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn gì, đọc mãi cho tới đúng cái kinh dược sư này, đọc qua một phát là nó cái này đó, nó giống như là nói với mình đó, là nó gần gũi. Tại vì sao? Nhiều đời mình đã tu thôi, nó cho nên là bây giờ mình đọc qua một phát là nó hiện ra nguyên con thôi. Yeah. Okay. Có duyên nói vậy đó. Yeah. Chỉ cần là đọc một lần sơ qua thôi là cũng đã hiểu được rồi, không cần phải. Đúng rồi. Yeah. Tại vì giống như nếu mà con là người tái lai thì đương nhiên con gặp cái chuyện của con là tự nhiên con phải biết thôi. Yeah. Thì nó đơn giản như vậy đó. Cho nên khi mà ba Bi đọc cái kinh Dược Sư, mình nói ôi cái kinh này với mình nó gần gũi lắm. Rồi cho khi mà mình tu một thời gian, nó ôi tại vì mình nhiều đời nhiều kiếp mình tu theo cái này rồi, mình cũng biết rõ ràng nó là cái gì mà. Cho nên là đương nhiên là mình phải tu theo pháp môn này rồi. Có bạn muốn hỏi là về mối quan hệ giữa pháp môn dược sư và Phật giáo nhân gian ra đời vào thời cận đại ở Trung Quốc đại lục, hiện nay phát triển mạnh ở Đài Loan, thì Ngài Ấn Thuận cũng từng đề xướng dựa vào tịnh độ dược sư để sáng lập tịnh độ nhân gian. Đồng thời con kính mong thầy giải thích thêm về trào lưu Phật giáo nhân gian đó, con cảm ơn thầy. Thì cái trào lưu Phật giáo nhân gian nó bắt nguồn từ Trung Quốc, hình như là của Ngài gì Vô Nhất thì phải, phải không? Ngài nào lập ra cái đó? Con vừa đọc. Ngài Ấn Thuận. Không, Ngài Ấn Thuận là sau rồi, trước Ngài Ấn Thuận nữa. Ra đời và để Trung Quốc đại lục tịnh độ nhân gian. Hình như là Ngài Vô Nhất thì phải. Nếu ba nhớ không lầm, tại vì là đọc thoáng qua cái gì chứ tên là ba bi giỡn. Không, tại vì ba bi không có quan tâm tới những cái thứ đó, ba bi chỉ quan tâm cái sự kiện thôi. Cho nên là không nhớ cái tên, nhưng mà hình như là Ngài Vô Nhất thì phải. Thì cái đó thật ra nó cũng tốt thôi, nhưng mà theo ba bi nghĩ đó thì tất cả các ngài đều chỉ là phương tiện để mà làm mọi việc thôi. Chứ ví dụ như Ngài Hư Vân, Ngài
Ngài đâu có nói gì về Phật giáo nhân gian gì đâu. Thế Ngài độ biết bao nhiêu người mà kể. Hay là thí dụ như Ngài Tuyên Hóa, Ngài độ biết bao nhiêu người mà kể. Hay là như Ngài Quảng Khâm, Ngài độ biết bao nhiêu người mà kể. Thấy không? Đâu có nói chuyện nhân gian gì đâu. Nhưng mà thực ra thì tại vì cái pháp môn A-di-đà là cái một cái pháp môn thuộc về xuất thế. Còn cái pháp môn Dược Sư đó thì nó lại là cái pháp môn nhập thế. Ở trong thế gian mà có thể thoát khỏi thế gian. Bởi vậy đó chính là cái lý do mà Ngài Ngọc Lâm Thiền Sư đó, tức là thầy của vua, gọi là quốc sư. Thì khi mà Ngài coi cái kinh Dược Sư đó là Ngài nghĩa là lắc đầu, là tại vì không ngờ là ở thế gian lại có một pháp môn màu nhiệm tới như thế. Tại vì Ngài Ngọc Lâm là Ngài đã từng tu theo pháp môn Dược Sư mà. Nhiều đời Ngài tu theo pháp môn Dược Sư, cho nên Ngài đọc là Ngài hiểu liền. Ngài biết ngay là cái gốc gác của nó ở đâu. Thì Ngài là quốc sư mà, đúng không? Cho nên là đó là những cái điều mà mình đã từng tu rồi á, mình đọc lại là tự động mình biết ngay thôi. Vậy thì để tóm lại một câu cho cái phần 1 của chương trình, đó là như thế nào được gọi là tu pháp môn Dược Sư? Nếu tu pháp môn Dược Sư đó thì sáng con phải tụng kinh Dược Sư. Rồi nếu như con không tụng kinh Dược Sư thì con trì chú Dược Sư 108 lần, con niệm Nam Mô Dược Sư Phật 1080 lần. Chiều con cũng làm y như vậy. Còn nếu như mà con muốn đó, thì sáng con tụng một thời kinh Dược Sư, chiều con tụng chú Dược Sư và con niệm danh hiệu Dược Sư. Nếu ngày nào con cũng tu như vậy và còn lại thời gian thì con cứ Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, Nam Mô Dược Sư Phật, thì con cứ tu như vậy chấp hết mọi người đó. Bảo đảm là con tu trong vòng 3 năm là cầu được ước thấy, thứ gì muốn là có thôi, nghĩ là có thôi. Giống như các thầy mà bây giờ muốn xây chùa gì, tu như vậy 3 năm chỉ cần nói tôi muốn cái chùa này khoảng chừng 1 triệu đô la, lập tức có người tới sẽ cúng dường cho 1 triệu đô la liền. Không cần phải xin ai hết á. Sướng lắm, tu theo pháp môn Dược Sư nó giống như ăn rồi chỉ có ngồi không chờ mọi thứ nó tới à. Cảm ơn Ba Vi hôm nay đã chia sẻ gọi là bí quyết để tu theo pháp môn này để có thành tựu nhanh nhất. Thì chương trình của chúng tôi xin tạm dừng, xin quý vị giữ màn hình và chúng tôi sẽ trở ngay lại sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn. Xin quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Ở đây thì có một câu hỏi như thế này. Nếu tu trong làng ta mà tu không hướng về niệm Phật mà chỉ hướng về trì chú thì thành tựu sẽ đi về đâu? Trì chú mà trì chú gì? Chứ nếu mà trì chú Dược Sư đó thì nó cũng có cái tác dụng giống như là niệm Phật Dược Sư. Tại vì trong cái kinh Dược Sư có nói cái điều đó, các kinh khác không có nói cái điều đó. Chỉ riêng kinh Dược Sư là có nói, Đức Phật có nói rõ ràng là nếu ai mà muốn được giải thoát thì nên trì tụng chú này, đừng có lãng quên. Đó là lời của Đức Phật nói. Thì mình biết rằng đó, cái trì chú đó nó rất tốt, chứ nó không phải nó không tốt. Nhưng mà tại vì chú nó rất dài. Cái sự nhập tâm rất khó. Con tu gì tu mà phải là nhất tâm, là một tâm. Một tâm niệm Phật, tức là nhớ nghĩ. Thế bây giờ con niệm Phật một danh hiệu đó thì nó có mấy chữ à? Thí dụ như con muốn thì con niệm Nam Mô Dược Sư Phật là 5 chữ. Hoặc là nếu mà con muốn nhập tâm hơn nữa, tại vì tâm của con nó không có được tịnh, thì con có thể niệm Dược Sư Phật, Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. Nó cũng giống như con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 6 chữ, con niệm A Di Đà Phật là 4 chữ. Thế bây giờ con niệm Dược Sư Phật thì 3 chữ, con niệm Nam Mô Dược Sư Phật thì 5 chữ. Cho nên đương nhiên là cái người mà tu theo pháp môn Dược Sư đó, thì Ba Bi nói đùa đó là bằng hình thức nào con phải thành công tụ nhanh hơn là bên A Di Đà Phật. Tại vì bên kia đọc tới 6 chữ mà, hoặc là 4 chữ, bên này con đọc có 5 chữ và 3 chữ, đương nhiên con bớt 1 chữ là con phải thành tựu nhanh hơn chứ. Mình đi làm kinh doanh mình phải bỏ lên cân đo đong đếm cái nào nó tốt hơn cái nào có lợi nhất, đúng không? Mình làm ít thời gian mà mình được nhiều. Đó. Pháp môn Dược Sư là nói là như vậy đó. Thông minh không? Rất là thông minh. Mà đặc biệt phù hợp với thời nay nữa. Thời nay là cái vấn đề là cái thời mạt pháp. Mà cái người đó, con thấy không? Cái người mà một khi tu theo pháp môn Dược Sư đó
thì con không cần buông bỏ mà tự động tâm của con nó an định rồi, con không muốn cái gì hết. Con thấy dân trong làng nó nói, ủa thầy ơi, sao tụi con tu hồi rồi bây giờ con không muốn cái gì nữa hết. Ừ, trong khi bên pháp môn A Di Đà đó là con phải không muốn cái gì hết, con tu pháp môn A Di Đà mới được. Nhưng mà những người mà họ muốn cái này, họ cầu cái kia, họ mong cái nọ, con thấy con tu pháp môn A Di Đà không có thành tựu gì hết. 30 năm, 40 năm vẫn vậy. Nghĩa là sân si vẫn cứ sân si, tham sân si không diệt được. Nhưng mà người tu theo pháp môn Diệu Sư, tham sân si sẽ diệt được. Niệm một thời gian ai chửi vào mặt mình ngồi tỉnh bờ, không có nhúc nhích, không si nhê gì hết, không thấy tức tối gì hết đó. Bơ luôn. Không phải là bơ mà nó không có cảm giác, tại vì khi con định á, khi mà con ở trong cái trạng thái định thì người ta có chửi con không thấy tức tối. Còn nếu không chửi là thấy ngứa. Bực trong người. Thầy ơi, cho con hỏi, con tu theo pháp môn Dược Sư nhưng mỗi tuần con vào chùa một buổi sáng, con tu theo các bà, đọc theo A Di Đà Phật và ăn cơm chay một bữa cùng các bà, vậy thì có nên không? Thật ra là nếu bạn thích thì bạn cứ vào, nhưng mà thật sự bạn tu mà có ngày đó thì đâu có thấm thía gì đâu, nó không có bổ ích gì đâu, đúng không? Tu là phải 24/7, chứ còn tu mà kiểu lâu lâu tu tháng tới chùa một lần, tuần tới chùa một lần, tu như vậy đâu có bổ ích gì đâu. Ngày mà tôi ví dụ tháng 4 lần tức là 4 tiếng mà tu, giống như con ăn mà ngày con ăn con miếng à, chứ không phải được một chén nữa. Thấm thía gì, gọi là cho vui thôi. Gọi là cho vui thôi. Nhưng mà nếu mà mình đã tới cái chỗ mà người ta chuyên niệm A Di Đà thì mình cứ niệm A Di Đà, cái đó nó gọi là hòa theo cái pháp luật hòa, mình mình sống mình phải hòa hợp với mọi người bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tu pháp môn Dược Sư nhưng vẫn còn xem ngày giờ tốt, nào là mua xe, xây nhà, bốc mộ người thân, tích bói toán, mời thầy cúng, như vậy tu pháp môn Dược Sư có đúng không, có được lợi lạc gì không? Vậy là không đúng, tại vì người này hoàn toàn là cái tâm không phải là tâm tu. Tâm của người này là tâm mong cầu lợi ích chứ không phải là tâm tu. Tu là phải bỏ bớt, đã nói là muốn tu thì hãy bỏ bớt những thứ mình không, mình đang có. Đừng chất thêm những thứ không phải là của mình. Ngài Bằng Long Quẩn, Ngài nói cái câu đó rất là hay. Muốn tu thì hãy bỏ bớt những thứ mình đang có, và đừng chất thêm những thứ không phải là của mình. Đại khái là vậy. Và muốn được những cái thứ đó thì là mình nên quên nó đi, đúng không ạ? Thì mình không có nhớ tới nó thì tự nhiên mọi thứ nó, khi mà cái nhân duyên nó đủ, tự động nó sẽ tới. Lúc đó tự động nó sẽ tới thôi, mình không cần phải lo gì hết. Ở đây có một câu hỏi như thế này, ý nghĩa của chữ tịnh độ, pháp môn Dược Sư có phải là pháp môn tịnh độ hay không? Pháp môn nhiều bạn không hiểu rõ cái chỗ này. Pháp môn Dược Sư chính là pháp môn tịnh độ. Tịnh độ thì chúng ta có A Di Đà Phật, tức là bên Tây Phương Cực Lạc, và trong mười phương thì không phải là chỉ có Đức A Di Đà và Đức Dược Sư đâu, nhưng mà vì hai cái cõi này đó là giống như phương Đông và phương Tây, thì con thấy đó, cái thế giới này chúng ta biết là phương Đông đó, là buổi sáng mặt trời mọc lên thì chúng ta phải đi làm, đi ăn mọi thứ, buổi tối thì về để ngủ nghỉ. Cho nên cái pháp môn Dược Sư là cái pháp môn năng động mà cái đời sống con người vẫn đang cần. Còn cái pháp môn A Di Đà là cái pháp môn nó tịnh, là muốn buông bỏ, tại vì tối là con ngủ nghỉ, con đâu muốn làm gì nữa đâu, đúng không? Cho nên pháp môn A Di Đà người không hiểu cứ tưởng đâu là nó giống như tu để chết. Nhưng mà thật ra không phải. Buông bỏ rồi thì tự nhiên con sống nó sẽ là giống như sống, còn nếu mà con không buông bỏ được thì thật sự là con đang sống cũng y như chết thôi. Không có gì khác biệt hết. Con thấy không, làm toàn là những cái việc vô bổ không à. Cho nên cái pháp môn Dược Sư đó là cái pháp môn mà nó đang giúp cho những người còn năng động, vẫn muốn có vợ có chồng, vẫn muốn có con có cái, vẫn muốn có nhà có cửa, muốn có tất cả, nhưng mà khi anh đạt được, anh tu tới nơi rồi, anh đạt được hết tất cả những thứ đó, anh mới thấy ố, những thứ này nó đâu có dính dáng gì ta ta, đâu có dính gì tới cái việc tu của mình đâu kìa, cho nên thứ này mình cũng bỏ luôn. Mà con nghĩ đi, người thường tu mà còn muốn bỏ hết những thứ đó thì thí dụ tăng sĩ mà tu theo pháp môn Dược Sư, con nghĩ còn muốn cất cái chùa để làm gì? Mà con đi giữ vậy thôi thì nghĩ đi, không làm đâu. Chùa có năn nỉ, có tới người ta có năn nỉ, người ta cho tiền kêu cứ xây thôi, miễn đi được, không có đâu, mệt lắm, giữ chùa cực lắm, tôi không thích. Tôi lo tôi tu thôi, ví dụ vậy. Thì bây giờ tại sao các ngài mới nói rằng là Đông A Súc Bệ, Tây thì Di Đà? Tại vì ngài A Súc Bệ tức là tiền thân của Đức Dược Sư. Đó, ngài A Súc Bệ tức là tên là Bất Động, thấy chưa? Tỳ Lô Giá Na là trước nữa, là quá khứ của Đức Dược Sư.
sau đó là Đại Nhật là đời tiếp của Tỳ Lô Giá Na, sau nữa là tới còn vài cái tên nữa, rồi mới tới A Súc Bệ. À, thì ngài A Súc Bệ tức là một thời một đời làm con của vua Vô Tránh, tức là lúc mà Đức A Di Đà chưa tu, tên là vua Vô Tránh. À, thì ngài Quán Thế Âm, ngài Đại Thế Chí, ngài Văn Thù, rồi Đức A Súc Bệ cũng là con của ngài A Di Đà. Nhưng mà ngài A Súc Bệ, ngài chỉ phát nguyện một phát là thành Phật liền lập tức trong một ngày. Trong khi Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện phải cả hàng ngàn tỷ tỷ năm sau mới thành được Phật. Yeah. Tại giờ ngài Quán Thế Âm cũng là hàng tỷ tỷ năm mới thành được Phật. Yeah. Trước Đức Phật A Di Đà, nhưng mà vẫn là rất lâu, trong khi ngài A Súc Bệ chỉ phát nguyện một cái thành Phật liền trong một ngày. Thì con đủ biết là cái thần lực của ngài A Súc Bệ là nó khủng khiếp tới mức độ nào. Yeah. Chính là tiền thân của Đức Dược Sư đó. Yeah. Đó, cho nên bất động mà. Thành ra người nào mà niệm danh hiệu Dược Sư là tự động tâm nó sẽ bất động. À, không còn lo sợ gì nữa. Yeah, yeah, yeah. Mà khi không còn lo sợ gì nữa thì con nghĩ thần chết có tới cũng vậy thôi. Có nhìn thần chết cũng hay lo. Vậy thôi, không sợ. Muốn đi thì đi thôi. Theo ông cần thì tôi đi chơi, theo ông tôi đi chơi thôi, có vấn đề gì đâu. Yeah. Không sợ. Yeah. Người tu theo Pháp Môn A Di Đà là tuyệt đối không sợ bất kỳ một thứ gì hết. Yeah. Tại vì nó là bất động mà. Yeah. Vậy thì cho con hỏi là có nhiều người đặt cái câu hỏi đó là ồ, bây giờ tu làm sao để thành tựu, mà trong khi đó là các ngài phải tu rất là nhiều, rất là mất thời gian, rất là nhiều năm như vậy mới có được thành tựu và cũng như là hiểu được và giải thoát được. Vậy thì ở đây ý con hỏi là nếu như mà một cái người mà tham cầu để mà giải thoát được ngay trong cái đời này như vậy thì có phù hợp với cái... Ủa con tham cầu gì đâu, thì con tu, con lo tu thôi chứ tham cầu khỉ gì cho nó mệt. Dạ. Ủa thì thí dụ như bây giờ con đang ăn ổn, giống như kiểu con cởi trâu con đi tìm trâu, con đang rất là an lạc, tự nhiên con muốn tìm an lạc để làm gì? Dạ. Thì con tu, việc của con là con có lo tu thôi. Đừng để ý tới tôi tu để tôi giải thoát cái này, để tôi giải thoát cái kia, sao lâu quá rồi mà chưa thấy giải thoát. Ví dụ vậy. Thì nó trật rồi. Tu không có nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Việc của mình là lo tu thôi. Nhưng mà con thấy thí dụ như cái pháp môn A Di Đà đó, trong kinh Đức Phật đã nói rất rõ. Cái pháp môn này đó rất là khó tin. Không phải người bình thường, luôn cả tăng sĩ cũng không thể tin được. Mà Đức Phật đã nói rằng người mà tin được cái pháp môn Dược Sư đó, chỉ có những bậc nhất sanh sở hệ Bồ Tát mới có thể tin hiểu được mà thôi. Không phải là nhất sanh sở hệ Bồ Tát không thể nào tin được. Đó là lý do tại sao hàng bao nhiêu ngàn năm mà con có thấy tăng sĩ đem để mà phát triển cái pháp môn A Di Đà, cái pháp môn Dược Sư ở Việt Nam không? Không có. Sau này tới sau khi mà làng ta thành lập rồi, tất cả mọi người biết được cái sự mầu nhiệm của pháp môn Dược Sư rồi, bây giờ họ mới nói tràn lan. Họ trong, con thấy trong chùa, tất cả các chùa, có thể nói là bây giờ là 90% các chùa đều thờ Thất Phật Dược Sư, Bảy Phật Dược Sư. Đúng không? Hồi xưa có không? Không có. Thấy chứ? Cho nên cái hạnh phúc nhất của Babi đó là khi đi đâu cũng thấy cái hình tượng Phật Dược Sư, và bắt đầu chỗ nào hãy gõ cái chữ Dược Sư Phật cái là có người nói tới Pháp Môn Dược Sư. Trước đây mà 6-7 năm trước làm gì có. Đúng rồi. Con kiếm không ra, kiếm mòn con mắt cũng không ra. May lắm có cuốn được một cuốn kinh Dược Sư là hết sức rồi. Ok. Mà cũng không ai giải thích về kinh Dược Sư, chỉ có ngài Tuyên Hóa có giải thích về kinh Dược Sư một phần. Có. Nhưng mà tại vì ngài không phải là chuyên tu về kinh Dược Sư, cho nên ngài giảng theo cái gọi là tự tánh của ngài thôi, chứ không phải là nó đi chuyên sâu vô trong cái pháp môn Dược Sư. Ở đây thì con có một cái câu hỏi như thế này. Theo bài giảng của thầy, tất cả những gì đến với mình đều do nhân quả, kể cả số mệnh. Nhưng trong kinh Dược Sư có nói tới 9 loại: hoạn hồn, chết oan, hoạn tử. Dạ, bệnh chưa đáng chết mà phải qua đời. Vậy con thấy rất mâu thuẫn, xin thầy chỉ dạy ạ. Thì đâu có gì mâu thuẫn đâu. Thì bây giờ thí dụ chưa tới chết mà con tạo nghiệp ác thì oan gia trái chủ nó tới lúc đó sẵn, thí dụ con ở đứng bìa núi nó xô con xuống cho con chết để nó trả thù, có gì đâu khó hiểu, đâu có gì mâu thuẫn đâu. Có nghĩa là nếu mà mình gây ác thì mình sẽ chết sớm hơn. Thì đúng rồi. Thì bây giờ thí dụ như tất cả mọi chuyện, ví dụ như bây giờ con thấy như ông Bảy Đần đi. Nếu mà ổng làm đàng hoàng, ổng làm đúng, ổng làm tốt,
thì ổng có thể ổng làm tới hai nhiệm kỳ, đúng không? Yeah. Ừ. Nhưng mà thí dụ ổng làm không tốt thì đương nhiên là ổng chỉ làm một nhiệm kỳ. Còn yeah. ví dụ như bây giờ ổng tiếp tục ổng làm tổng thống lần nữa thì đương nhiên là phải gian lận phiếu, chứ không gian lận phiếu ổng cách gì ổng thắng được. Yeah. Còn thì tự xem, đúng không? Yeah. Bây giờ cái người mà có tệ nhất, có người không có hiểu biết gì nữa cũng thấy rõ ràng ông này làm, ngay cả cái tên ổng còn không biết, ổng đi còn không được, đứng còn không xong mà làm sao ổng làm tổng thống, đúng không? Ừ, nhưng mà nếu ông làm được tổng thống thì đương nhiên là ông phải có gian lận phiếu, ông mới thắng được chứ, làm cách sao mà người ta bầu cho ông. Yeah. Đó là lý do tại sao ông cứ phải mở cửa để cho tụi illegal immigrant nó vào, và bây giờ là mục đích của họ là họ muốn cho người dân illegal được đi bầu. Yeah. Đó là mục đích của đảng Dân Chủ. Dạ, tất cả là đều do nhân quả mà ra, đúng không ạ? À, chương trình của chúng tôi đến xin được kết thúc. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đêm ngày sáu thời đều an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tôi Hoàng Quý Sơn xin kính chúc quý vị đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, và một tuần lễ tới tràn đầy hạnh phúc và an vui. Xin hẹn quý vị tuần sau.